Dân xin chào các bạn. Hôm nay Dân lại đắp móng dài nữa này các bạn. Mà hôm nay Dân đắp ôm ray nha. Dân đắp móng dài ôm ray mà Dân đắp màu kim tím và màu hồng á các bạn. Đó, và Dân cũng chia sẻ là Dân sẽ đắp ôm ray mà nhiều cục bột nữa đây. Chứ Dân không đắp một hai cục đâu. Dân sẽ đắp nhiều cục bột cho các bạn á. Dễ làm hơn. Tại vì móng dài á thì mình chia ra nhiều cục bột nó sẽ dễ hơn với phần ombre nữa. Đó. Nay nhìn là mình đắp kim tuyến nha, kim tuyến. Cho nó lấp lánh, cô khách này mới đòi đắp kim tuyến lấp lánh. Đó, dính cộng. Đó, các bạn thấy chưa? Mình đắp cái này dài lắm. Nói chung là cổ đắp màu pink á các bạn, giống như màu nude nhưng màu nu vậy á. Nhiều người thì kêu màu nude, nhiều người kêu màu nu. Đó, cho nên là tùy theo các bạn gọi. Đó, thì cô khách á là mình làm thử một ngón là ombre coi cô khách cổ chịu hay không cái màu này. Đó, mình làm thử. Đó thì cô khách cổ chịu rồi các bạn. Ombre này thì Dân đắp á, Dân chia ra làm đắp tới mấy cục bột bằng các bạn đó, Dân cứ đắp rồi Dân kéo hai cái bên á cho nó đừng có mà tràn ra ngoài á các bạn. Một lát mình dũa nhanh lắm. Bữa nay Dân muốn cảm à các bạn, mà thôi gắng làm luôn á. Bữa nay là Dân muốn cảm luôn rồi luôn, chờ nóng nữa rồi muốn cảm luôn, nhưng mà thôi cố gắng đi làm. Thì Dân đắp á, Dân hay quen rồi, ôm ray á thì Dân đắp hết luôn, nguyên hai bàn tay hết. Cái đầu thì Dân mới quay lại Dân đắp cái màu pink ở trên đó. Dân đắp màu làm, nói chung là Dân đắp đầu ngón trước thì Dân đắp khoảng 8 phần, còn 2 phần mình chừa ở trên đặng mình đắp cái màu warm film á các bạn. Warm film ở trên. Lát mình làm ombre. Đó, thì Dân đắp kim tuyến. Thì tại vì trời nóng cho nên Dân đắp nhanh lắm. Dân bỏ mấy cục bột lên mà Dân làm nhanh. Thì các bạn á, hay là mấy anh mấy chị á, hay đắp một cục bột hoặc là hai cục bột. Còn Dân á, thì Dân đắp nhiều cục bột trở lên, 3-4 cục bột trở lên ăn cho các bạn dễ làm hơn. Và xem gì dễ làm hơn nữa. Nhiều cục bột mà mình chắc ăn đến thôi đi. Chờ nóng nữa mà mình lấy nguyên một cục á, mình kéo không nhanh á, nó sẽ cứng cục bột và nó cứng ngắt luôn. Trên đầu móng này thiếu một chút xíu, mình cho thêm một miếng bột thêm nữa. Đó, mình vuốt lên. Đó, cứ vuốt thẳng. Mình vuốt nhanh lắm các bạn. Đó, ngay chỗ lần này là dân kéo thật là mỏng. Tại một lát mình đắp ombre á thì nó sẽ không có cái lằn á các bạn. Cái lằn ngang á nó sẽ nổi lên xấu lắm. Nhưng chỗ này là Dân đắp rất là mỏng luôn chỗ này. Mấy bữa nay là móng dài không luôn các bạn. Cứ là móng dài gắn hai ngón đây mình. Cứ hai ngón đó, hai ngón hộp xoàn đây mình với các bạn. Dân bữa nay bị cảm thiệt luôn rồi. Hồi xưa Dân sợ đắp móng dài lắm. Tại vì Dân cũng sợ đắp móng dài. Mỗi lần Dân đắp móng dài Dân sợ lắm. Dân thích đắp móng ngắn. Rồi từ lúc á, Dân tập từ từ á,
rồi từ từ cứ mấy anh mày nhìn mấy anh mấy chị cái đắp, rồi một cục hai cục bột, bắt đầu thấy một cục hai cục bột thấy khó đắp quá, cái đầu dăng tập từ từ cái dăng đắp hai ba cục bột trở lên luôn, cái đầu từ từ cái dăng đắp giúp đắp móng dài được luôn á, chứ hồi lần dân sợ đắp móng dài lắm. À, bây giờ dân đắp cũng xong rồi, bắt đầu dân đắp quam phim các bạn, ôm rầy. Cái này khách vô dân phải hỏi khách đó các bạn, trời ngừng ngừng khách hỏi khách. Bây giờ bây giờ cho khách chờ đi rồi mình dân làm tiếp nữa nha. Đó, thì ôm rây thì dân cứ đắp nhiều cục bột lắm, dân cứ kéo xuống đó, dân dân cứ kéo xuống rồi kéo cho nó mịn rồi cho nó dặn như nó lại 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 xuống cái đầu móng á các bạn. Đó, dân thêm cứ thêm vậy không sao hết, mình cứ đắp lại lại cái đầu móng là thành ôm rây rồi. Và còn nhiều anh chị chỉ đắp một cục bột thôi kéo xuống đó. Thì tại vì dân muốn chia sẻ nhiều cục bột thì cho mấy mấy bạn nè, mấy anh mấy chị nè chuẩn bị làm ôm rây nè, cho nên là dễ làm hơn. Còn nếu á, lần đầu tiên á, mới tập á, thì mình đắp một cục bột á, thì ombre nó sẽ khó lắm. Nhiều khi mình đắp cái nó thành một cục luôn. Cho nên á, thì cứ ombre đó, đó cứ đắp như, nếu mà bạn nào muốn dễ thì cứ đắp như dân gì đó, nói dân cứ đắp gì đó. Thì cứ thiếu thì mình đắp cứ kéo lại 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 xuống, thì nó sẽ thành ombre thôi. Đó, thì dân cứ kéo xuống như vậy. Thiếu thì mình cứ cho chút xíu rồi mình cứ kéo cây cọ xuống cho cái nó lại lại nha các bạn, đừng cho nó ngang cái móng quá, ngang cái móng quá thì nó không thành ông rây nó xấu, cho nên là dân đắp lại lại xuống. Tại vì dân vuốt như vậy á thì một chút xíu á dân không có vũa trên đầu móng đâu, vũa trên mặt móng đâu, tại vì vũa trên mặt móng á, nó sẽ đi cái mấy cái lần lại lại của mình hết, cho nên là dân vũa chỉ vũa có ship thôi. Còn xong xuôi á dân phao cái cortical của khách làm xong rồi dân không có vũ trên một móng đâu. Khô quá các bạn, cục bột khô quá vuốt không được. Bà dân đắp nhiều cục bột ấy thì dân lại đắp nhanh. Nói chung là bàn tay bên kia là dân cũng đắp xong rồi đó các bạn, mà cái bàn tay bên kia nó sẽ khác màu nha các bạn, nó màu cam đó, nó màu cam mà cũng kim tuyến luôn. Cô khách này cô làm hai bàn tay khác nhau nha các bạn, không có bàn tay nào giống hết trơn, hai bàn tay khác màu với nhau. Bắt đầu mình sẽ giũa, nói chung mình vũa cũng cũng tại mình vũa nhanh lắm các bạn, tại nãy mình đắp bột á cho nên là mình kéo thẳng cái ship xuống, dân không có để chàng hai bên ngoài cho nên là dân vũa rất nhanh. Đó, cái ngón cái dợp nào á dân cũng cũng phải lấy cái miếng đó ra các bạn, dân để lên cái đầu ngón cái của dân, tại vì á dân vũa nó hay vô ăn cái tay của dân á, nhiều khi chảy máu luôn á, cho nên á dân hay khô vợ cái ngón cái của dân lại. Nói dân vừa giờ hút nào dân cũng cũng cầm cái hô cái ngón tay của người khách cho nó chặt lại nha các bạn, mình vũa nắm chặt lại rồi mình vũa. Nói chung là đắp ombre này cũng nhanh nghe các bạn, tại vì móng dài mà đắp ombre nhanh lắm, mình vũa mình đắp rồi mình vũa
Rồi xong xuôi lát á, mình giữa cái cuticle nữa là thấy sắp xong rồi đó. Mình gắn hai ngón đây mình đó là sắp xong rồi đó các bạn. Đó, bây giờ xong rồi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị mình giữa cái trên cuticle nha các bạn. Mình chỉ giũa ở cuticle của khách thôi. Đó, là mình kéo hai bên, mình chỉ để cho đầu móng mình vớt nhẹ qua là xong nha các bạn. Mình không có phao trên mặt móng đâu. Tại vì hồi nãy á, mình đắp bột á là mình đã vuốt cho lại rồi các bạn. Nó lại cái mặt móng, nó lại cái ombre, cái mọc pin xuống á, cho nó lại cái đầu móng. Đó, cho nên là dân không có giũa trên mặt móng nhiều đâu, dân chỉ nói chung là dân chỉ lướt sơ cái đầu giũa lên cái mặt móng sơ ngang thôi. Tại dân không có để làm mạnh đâu. Nếu mà làm mạnh thì nó sẽ bay mấy cái màu pin ở trên đó các bạn. Nó sẽ có sọc sọc, nó không có đẹp. Dặn như nó không có lại cái ombre giống như cái ombre các bạn, nó có lằn ngang á. Đó, dân chỉ giũa sơ ngang thôi. Đó, bây giờ dân cũng giũa xong rồi. Rồi dân bóp phờ. Thì bàn tay bên kia dân cũng nãy cũng làm xong hết trơn rồi. Tại vì dân làm gì cho nó nhanh để thôi. Các bạn nếu mà quay hết các bạn coi nhàm lắm. Bàn tay bên đây là làm cái mà orange các bạn, mà có kim tuyến. Cố gắng hai ngón đây mình cũng đơn giản lắm các bạn, gắn hai mình cũng đơn giản thôi chứ không có mà gì, kiểu như là hoa lá cành. đơn giản làm nhanh đi đặng làm khách khác. Cái bàn tay này của cô khách đó các bạn, mình ăn khoảng, mình nghỉ á nha, mình nghỉ một lát mình sẽ ăn khoảng 100 gữ á các bạn. Tại vì ombre dài nè, rồi thêm gắn hai ngón đây mình nữa thì 100 gữ mắc không các bạn, mắc hay là rẻ đây không biết nữa đây. Không biết mắc hay là rẻ. Nếu mà các bạn nào nói mắc hay rẻ gì comment ở dưới cho mình biết nha. Ombre dài rồi thêm gắn hai ngón đây mình nữa thì mình sẽ ăn 150. 150 mắc không các bạn? Thôi bớt đi. Chắc khoảng thì chắc ombre này chắc cho 100 đi, mình gắn hai ngón đi mình ăn 30 đồng nó thôi, 130 được rồi. 150 thì mắc quá. Nói chung là thôi khách quen rồi mình bớt đi. Ăn 130 được rồi. Trăm ba là chắc ok hả các bạn? Nếu mà có mắc hay rẻ gì các bạn comment ý cho mình biết nha. Mình cũng chuẩn bị là làm sắp xong, mình sơn thớp là cũng sắp xong đấy nghe các bạn. Mà hôm nay cứ làm móng dài không mà các bạn ơi, khách là cứ móng dài. Cũng gắn đơn giản. Thôi làm nhanh, khách còn chờ mình nữa. Dễ thương quá đi. Đó thì mình cũng chia sẻ ombre móng dài nha các bạn. Đó thì bộ tay cũng sắp xong rồi. Đó thôi, hẹn các bạn clip sau nha. Bye các bạn.